Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 22 tổ chức gốc Việt và quốc tế kêu gọi Mỹ không đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kinh tế phi thị trường. Ngày 12 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tin, hơn 20 tổ chức kêu gọi Mỹ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Theo đó, hơn 20 tổ chức gốc Việt và quốc tế gồm nhiều hội đoàn vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Joe Biden, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ để thúc giục chính quyền Hoa Kỳ từ chối cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam vào lúc này. VOA cho biết đây không những là tiếng nói phản đối mới nhất được đưa ra theo sau những lời kêu gọi trước đây của hàng chục nhà lập pháp Mỹ cũng như các tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm phản đối việc Bộ Thương mại Mỹ xem xét yêu cầu của Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường theo định danh của Hoa Kỳ. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn bức thư chung gửi Tổng thống Biden đề ngày 9 tháng 7, các tổ chức này cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể về quyền lao động, xóa bỏ tham nhũng, củng cố nhà nước pháp quyền và cải thiện nhân quyền trước khi được xem xét cấp quy chế. Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối lo ngại sâu sắc liên quan đến việc nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Đại diện của 22 tổ chức Việt Nam, một tổ chức của người Khmer cùng một tổ chức của người Philippines viết trong lá thư. Theo VOA, các tổ chức trong đó có Việt Tân, Hội Bảo vệ người lao động Việt Nam, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, nhắc đến những lời kêu gọi trước đây của 25 dân biểu và 8 thượng nghị sĩ Mỹ cũng như Ủy ban Thép tại Hạ viện Hoa Kỳ gửi tới bà Raimondo để bác bỏ yêu cầu của Việt Nam. Các tổ chức này trích dẫn các lá thư của các nhà lập pháp Mỹ về 6 yếu tố pháp lý theo đạo luật thuế quan mà Bộ Thương mại Mỹ phải xem xét khi đánh giá yêu cầu của Việt Nam và cho rằng thực tế là Việt Nam không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào để được xếp vào nền kinh tế thị trường. Chúng tôi là các hội đoàn đấu tranh trong cộng đồng quan tâm đến các vấn đề về quyền tự do, thương lượng, các điều kiện lao động, tình trạng pháp quyền yếu kém, tham nhũng tràn lan và nhân quyền. Lá thư viết, hình ảnh công nhân Việt Nam. Vẫn theo VOA, Việt Nam bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường trong hơn 20 năm qua và Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 9 đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ đánh giá lại tình trạng này khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá. Trong số những người ủng hộ việc nâng cấp cho Việt Nam, VOA kể ra cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Oyces, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ Asian và nghị viên Châu Đỗ Vinh của thành phố Garden Grove ở California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất sinh sống ở Mỹ. Vị nghị viên này đã gửi thư cho Tổng thống Biden hôm 11 tháng 7 để yêu cầu Tòa Bạch Ốc và các bộ trong nội các, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại, chuyển đổi Việt Nam khỏi nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam đang đi dây với chính sách ngoại giao cây tre, nhưng đồng thời mong muốn trở thành đối tác mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương. Đây là xu hướng đáng được Hoa Kỳ khuyến khích và ủng hộ với việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, ông Đỗ Vinh viết. VOA cũng cho biết một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ hôm 3 tháng 7 nói rằng họ sẽ xem xét tất cả các ý kiến được gửi đến trong quá trình rà soát để đánh giá xem có cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không. Nếu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng nhập khẩu của Việt Nam sẽ được giảm thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đưa ra quyết định vào ngày 26 tháng 7. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin 22 tổ chức gốc Việt và quốc tế kêu gọi Mỹ không đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kinh tế phi thị trường. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi bị kìm kẹp và bị từ chối cấp hộ chiếu. Ngày 11 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tin, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi bị từ chối cấp hộ chiếu sau khi ra tù. VOA cho biết bà Huỳnh Thục Vi, một blogger và là nhà hoạt động ở Việt Nam, vừa được trả tự do vào ngày 1 tháng 6 sau khi bị cầm tù 2 năm rưỡi cho tội danh xúc phạm quốc kỳ. Ngay sau khi ra tù, bà Vi đã nộp giấy tờ để làm hộ chiếu và được phía chính quyền hẹn gặp vào ngày 9 tháng 7. Tuy nhiên, tại cuộc hẹn này bà đã bị từ chối cấp hộ chiếu. VOA dẫn lời kể của bà Vi cho hay khi Thục Vi lên thì gặp người tiếp mình không phải là nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh Đắk Lắk mà lại là hai nhân viên an ninh của công an tỉnh Đắk Lắk. Họ nói rất nhiều nhưng tóm lại có ba nội dung chính.
Đó là Thục Vy vẫn còn đang trong diện tạm hoãn xuất cảnh vì lý do là đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia nên bị tạm hoãn xuất nhập cảnh và kéo theo hậu quả là không được cấp hộ chiếu. Hình ảnh bản tin trên VOA. Nội dung thứ hai, vẫn theo lời bà Huỳnh Thục Vy, bà bị các nhân viên an ninh cảnh báo không nên gặp các giới chức ngoại giao Đức, Hoa Kỳ, đưa thông tin sai lạc, gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên. VOA nhắc lại lời bà Huỳnh Thục Vy nói hôm 21 tháng 6 cho biết, sau khi ra tù, bà đã có buổi gặp mặt thân mật với bà Josephine Wallace, Tổng lãnh sự quán Đức. Bà cho biết trong cuộc gặp, bà đã chia sẻ với giới chức ngoại giao Đức về chế độ giam giữ của nhà tù Việt Nam. Còn chuyện đi tị nạn ở Đức thì Thục Vy có nghĩ đến hồi ở trong tù vì có viết một lá bí thư gửi cho bà Tổng lãnh sự Wallace và xin bà giúp cho Vy đi tị nạn ở Đức. Nhưng sau khi ra tù, Vy nghĩ chuyện đi tị nạn ở Đức không còn quan trọng nữa vì muốn tiếp tục ở Việt Nam, nhưng Vy đã hơi chủ quan. Hôm làm việc ngày 9 tháng 7, họ cũng ép Vy phải ký một bản cam kết là không được kiện tụng về việc không được cấp hộ chiếu, không được gặp gỡ những người bất đồng chính kiến khác, không được viết bài đưa những thông tin bất lợi về chính quyền Việt Nam, bà Vy cho biết thêm. Theo VOA, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy hiện đang sống cùng hai con nhỏ ở tỉnh Đắk Lắk. Trong những tuần qua, bà đã tổ chức quyên góp tiền để nấu 50 suất cơm phát cho các bệnh nhân ở Bệnh viện thị xã Buôn Hồ mỗi ngày nhằm mục tiêu giúp người nghèo và cũng để giúp cho quán cơm của bà cầm cự trong thời gian khó khăn. Hình ảnh nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy tại phiên tòa xét xử bà. Tuy nhiên, trong buổi làm việc ngày 9 tháng 7, bà cũng bị cơ quan an ninh cảnh báo không nên làm từ thiện nữa vì công việc này cũng phải tuân thủ luật pháp. Bà nói với VOA rằng bà cảm thấy bị ức chế vì bị kìm kẹp sau khi ra tù, khiến cho chứng trầm cảm của bà càng thêm tồi tệ hơn. Vẫn theo VOA, bà Vy là người sáng lập của Tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Ngoài ra, bà cũng là một blogger thường xuyên lên tiếng viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2018, bà bị một tòa án ở thị xã Buôn Hồ tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù vì tội danh xúc phạm quốc kỳ sau khi bà dùng sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng vào dịp chính quyền kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2017. VOA cho biết thêm, sau phiên xử, bà Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian này, bà Vy bị cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh. Bà Vy cho biết, bà cũng làm hồ sơ xin tị nạn ở Mỹ từ năm 2019 nhưng chưa có tiến triển gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị kìm kẹp và bị từ chối cấp hộ chiếu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.